Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ tư ngày 27 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Quốc hội bàn về việc thực thi chính sách phòng chống xâm hại trẻ em. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Tây Giang về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Một học tập tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có phóng sự lan tỏa phong trào hiến đất làm đường. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Thưa quý vị, hôm nay Quốc hội dành trọn thời gian trong ngày để thảo luận trực tuyến về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em. Nội dung quan trọng này được truyền hình phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước cùng theo dõi. Tham dự kỳ họp tại điểm cầu Quảng Nam có đại biểu Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam; Phan Thái Bình, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam; Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 5 cùng đại diện các sở ngành liên quan. Trước khi thảo luận, Quốc hội nghe chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày báo cáo của đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em. Theo nội dung báo cáo, trong những năm qua, cùng với sự quan tâm của các ngành các cấp, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đã có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, bảo đảm thực hiện ngày càng tốt hơn các quyền trẻ em. Đến nay, tất cả trẻ em dưới 6 tuổi được nhà nước cấp bảo hiểm y tế miễn phí. Gần 100% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng mở rộng. Gần 100% trẻ em 5 tuổi được đi học mẫu giáo. Nhà nước không thu học phí đối với học sinh học tiểu học tại các trường công lập. Khoảng 90% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hưởng chính sách trợ giúp xã hội. Cho ý kiến về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em, nhiều đại biểu nêu lên thực trạng nguy cơ trẻ em bị xâm hại trên môi trường Internet, mạng xã hội. Với sự phát triển của Internet, mạng xã hội, thì trẻ em đã trở thành những công dân số từ rất sớm. Đồng thời, mạng xã hội thay đổi cách thức kết bạn, sự giao tiếp với xã hội của các em, cũng như trẻ em có nhiều mối quan hệ trên mạng. Số liệu dẫn chứng của các đại biểu cho thấy, mỗi ngày có hơn 720.000 hình ảnh xâm hại trẻ em được đưa lên mạng, với hầu hết là các hình ảnh bạo lực, xâm hại tình dục. Theo kết quả khảo sát, cứ 4 trẻ được khảo sát thì có 1 trẻ chia sẻ từng có trải nghiệm đau buồn khi sử dụng mạng xã hội. Có tới 1/3 số trẻ cho biết các em từng là nạn nhân bị bắt nạt trên mạng, và số trẻ em gái bị bắt nạt thì cao gấp 3 lần số trẻ em nam. Nhằm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, nhiều đại biểu đưa ra các kiến nghị về việc trang bị kiến thức, kỹ năng sử dụng mạng cho trẻ em, kiến nghị các bậc phụ huynh cần dành thời gian thỏa đáng để hướng dẫn con em sử dụng mạng an toàn và hướng cho các em trở thành công dân có trách nhiệm trên mạng xã hội. Cùng với đó, chính phủ cần xây dựng chiến lược dài hạn về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, tăng cường hợp tác quốc tế, phân công cụ thể đơn vị chủ trì ở trung ương chịu trách nhiệm về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Tổng kết đánh giá kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính PAR-INDEX và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công PAPI năm 2019 của tỉnh Quảng Nam. Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, ngày 19 tháng 5 vừa qua, Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức hội nghị công bố kết quả xếp hạng cải cách hành chính năm 2019. Theo đó, Quảng Nam đạt 80,84 điểm, tăng 5,62 điểm so với năm 2018, xếp hạng 35 trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước và tăng 9 bậc so với năm 2018, đứng ở nhóm tỉnh đạt chỉ số trung bình trên 80%. Trong các tỉnh thành thuộc khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung, Quảng Nam xếp hạng 8 trên 14 tỉnh thành. Đối với điểm thực hiện công tác cải cách hành chính, Quảng Nam đạt 51,99 trên 66,5 điểm, xếp thứ 15 trên 63 tỉnh thành. Điểm chỉ số hài lòng của người dân đạt 8,17 trên 10 điểm, xếp thứ 46 trên 63 tỉnh thành. Theo báo cáo về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI năm 2019, Quảng Nam đứng vị trí thứ 22 trên 63 tỉnh thành với 44,33 điểm, tăng 1,19 điểm so với năm 2018. Trong khi đó, kế hoạch đề ra là tăng 5,06 điểm. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu cho biết, mặc dù các thứ hạng và điểm số ở chỉ số PAR-INDEX và PAPI có tăng so với năm trước,
Nhưng nếu so với các tỉnh, thành phố trong khu vực và cả nước, thì tỉnh Quảng Nam còn nhiều nội dung chỉ số đạt thấp, cần nghiêm túc nhìn nhận, làm rõ trách nhiệm đối với các tiêu chí thành phần mất điểm, để nhanh chóng khắc phục những điểm yếu, cải thiện mạnh mẽ các chỉ số PABI, PA Index của tỉnh trong năm 2020 và các năm tiếp theo. Nhằm đẩy mạnh thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, góp phần tích cực đến phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Tây Giang về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 và các tháng đầu năm 2020. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan. Năm 2019, huyện Tây Giang có 1.923 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 38,07%, giảm 187 hộ so với năm 2018. Chưa đạt chỉ tiêu tỉnh và huyện giao. Lực lượng trong độ tuổi lao động hơn 9.800 người, trong đó lao động nông thôn qua đào tạo tập huấn là 2.370 người, chưa đạt thêm mục tiêu là 80%. Hiện Tây Giang đã thực hiện các chính sách giảm nghèo chung của quốc gia, gồm các chính sách tín dụng, đào tạo nghề, hỗ trợ xuất khẩu lao động, bảo vệ và phát triển rừng, hỗ trợ y tế, giáo dục, hỗ trợ nhà ở và chính sách phụ nữ dân tộc thiểu số nghèo khi sinh con đúng chính sách dân số, với tổng số tiền hơn 108 tỷ đồng. Riêng đối với thực hiện các chính sách giảm nghèo của Hội đồng nhân dân tỉnh và các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh thì toàn huyện có 244 hộ đăng ký thoát nghèo nhưng có 124 hộ đủ điều kiện thoát nghèo. 5 tháng đầu năm 2020, địa phương thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững hơn 160 tỷ. Thế nhưng do dịch bệnh Covid-19 xảy ra nên việc thực hiện chính sách chậm. Toàn huyện có 116 hộ đăng ký thoát nghèo bền vững, hơn 8.500 đối tượng hộ nghèo cận nghèo chưa ghi nhận đối tượng bị tác động bởi dịch Covid-19. Đã thực hiện hỗ trợ khó khăn do Covid-19 hơn 6,3 tỷ đồng. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân đề nghị chính quyền huyện Tây Giang phải đi mạnh tích cực quyết liệt công tác giảm nghèo để đạt mục tiêu giảm nghèo bền vững đã đề ra. Sáng nay, Chi hội Nhà báo huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Quảng Nam tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2023. Đến dự có ông Lê Văn Nhi, Tổng biên tập báo Quảng Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh. Hiện nay, Chi hội Nhà báo huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Quảng Nam có 34 hội viên. 3 năm qua, Ban thư ký Chi hội luôn làm tốt vai trò cầu nối, tạo động lực, điều kiện để hội viên được tham gia sinh hoạt, trao đổi nghiệp vụ, phát huy tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn. Nhiều hội viên thường xuyên thực hiện các tác phẩm, chương trình báo nói, báo hình, phản ánh sâu sắc, sinh động, hiện thực cuộc sống ở cơ sở. Ngoài ra, hàng năm, hội viên tham gia đầy đủ và chất lượng các cuộc thi báo chí trong tỉnh. Đại hội đã nghe một số trao đổi, tham luận về những khó khăn, thuận lợi sau khi sắp nhập đài truyền thanh truyền hình với Trung tâm Văn hóa Thể thao cấp huyện, việc nâng cao chất lượng hiệu quả tuyên truyền trong thời đại công nghệ số. Đại hội đã bầu Ban thư ký Chi hội nhiệm kỳ 2020-2023 gồm 5 thành viên và đề ra nhiệm vụ nhiệm kỳ mới. Từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 14 tháng 6, lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc ra quân tổng kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Sau thời gian giãn cách xã hội đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Tam Kỳ đã tích cực tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Từ cuối tháng 4 đến nay, tình hình giao thông trên địa bàn Tam Kỳ có những yếu tố phức tạp hơn so với thời điểm trước khi giãn cách. Đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Tam Kỳ huy động tối đa lực lượng, hình thành nhiều tổ chốt chặn tuần tra lưu động ở các tuyến đường quan trọng của thành phố. Các hành vi vi phạm an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm nghị định 100 sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Hôm nay là từ Đà Nẵng chạy về Tam Kỳ, tôi có đi theo đường biển rồi rẽ qua về khu vực Tam Kỳ, nhưng tôi không để ý biển, tôi bị quá tốc độ. Sau được mấy anh cảnh sát giao thông giải thích lỗi này phạt rất là nặng, nay cũng là bài học kinh nghiệm để cho mọi người tham gia giao thông ý thức hơn. Từ khi nghị định 100 ra đời thì lực lượng cảnh sát giao thông đã tập trung tuyên truyền, đồng thời là xử lý vi phạm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Sau cái thời gian Covid thì khi mà vừa hết cái thời gian tập trung, hết cái thời gian cách ly thì đa số các người dân là ý thức của người dân là cái việc sử dụng rượu bia vẫn còn diễn ra cũng khá phổ biến. Do vậy thì từ khi sau ngày 30/4 một năm thì lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đã ra quân hàng đêm để ra quân xử lý chuyên đề về nồng độ cồn, để góp phần kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố. Có thể nói, sau thời gian giãn cách xã hội, khi các nhà hàng, dịch vụ ăn uống được mở cửa trở lại, đã xuất hiện tâm lý xả hơi của một bộ phận người tham gia giao thông.
làm gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia. Những ngày tới, lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm những vi phạm, góp phần nâng cao ý thức người dân, phòng ngừa, kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Tam Kỳ cũng như toàn tỉnh. Chiều nay, chi bộ cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức đại hội lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng các đảng viên trong chi bộ tham dự. Nhiệm kỳ qua, chi bộ cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ cơ quan lần thứ 19, đạt được kết quả quan trọng. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được triển khai toàn diện. Trong 5 năm qua, chi bộ cơ quan đã chỉ đạo đảng viên thực hiện tốt việc đổi mới công tác thông tin, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, tập hợp đoàn kết nhân dân, động viên nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có sự chuyển biến tích cực rõ nét, công tác xây dựng Đảng được chú trọng. Trong 5 năm liền, chi bộ cơ quan được công nhận hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Đại hội cũng tiến hành bầu ban chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên. Thưa quý vị, sáng nay, chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức đại hội lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ qua, chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đoàn kết thống nhất tư tưởng hành động cách mạng, cụ thể hóa nghị quyết đại hội lần thứ 6 bằng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể và thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Chi bộ nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị nghị quyết của Đảng, đặc biệt là nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung hình thức sinh hoạt chi bộ không ngừng đổi mới, chi bộ đã hoàn thành tốt chỉ tiêu chủ yếu, kết nạp đảng viên mới đạt 100% chỉ tiêu đề ra, hàng năm có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 5 năm liền. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được công nhận cơ quan đạt chuẩn văn hóa. Đại hội đã thông qua báo cáo góp ý dự thảo văn kiện đại hội đảng cấp trên, bầu chi ủy khóa 7 và bầu đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam lần thứ 9. Chiều nay, Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam tổ chức đại hội lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam và các chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng đảng và lãnh đạo đoàn thể. Việc triển khai các chỉ thị nghị quyết, nhất là nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả thiết thực. Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường triển khai có hiệu quả nghị quyết 18-19 về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên, gắn việc dạy, học với thực hành tại bệnh viện và thực tế ở cộng đồng, đảm bảo môi trường giáo dục toàn diện. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã kết nạp 33 đảng viên. Đảng bộ liên tục được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 3 năm liền từ 2016 đến 2018 được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng nay, Đảng bộ Công an huyện Quế Sơn tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an huyện Quế Sơn đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết đạt kết quả quan trọng. Công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng được Đảng bộ Công an huyện Quế Sơn quan tâm thường xuyên. Cán bộ, đảng viên giữ vững kỷ luật, kỷ cương, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Kết quả xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng có trên 90% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Sáng cùng ngày, Đảng bộ Quân sự huyện Tiên Phước tổ chức đại hội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự huyện Tiên Phước triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết về các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, làm nòng cốt cho công tác quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Hàng năm có 100% cán bộ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 85% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ. Sáng nay tại huyện Phước Sơn, Công đoàn cơ sở chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Trần Thị Pháp, tổ dân phố số 5 thị trấn Khâm Đức. Bà Trần Thị Pháp là thân nhân liệt sĩ, có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Với sự hỗ trợ 60 triệu đồng từ nguồn huy động đóng góp của cán bộ viên chức lao động Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, đã giúp gia đình bà có được mái ấm kiên cố, yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống.
Cũng tại buổi lễ, đại diện chi nhánh và phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Phước Sơn đã trao những phần quà cho gia đình nhân ngày nhận nhà mới. Được biết, đây là ngôi nhà tình nghĩa thứ tư mà chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Quảng Nam hỗ trợ trên địa bàn huyện Phước Sơn. Thưa quý vị, hầu hết các khu vực nông thôn, vùng ven thành phố Tam Kỳ, đường xá thường chật hẹp, đã trở thành lực cản trong giao thương phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh đó, việc mở đường rất khó khăn do vướng phải công tác giải phóng mặt bằng, đền bù giải tỏa, làm kéo dài thời gian xây dựng thi công. Tuy nhiên, tại phường Trường Xuân, cụ thể là khối phố Xuân Bắc, đã đồng lòng hy sinh một ít lợi ích cá nhân, tự nguyện tháo dỡ tường rào cổng ngõ và hiến đất để cùng với địa phương mở đường. Học bác với người dân ở đây cũng đồng nghĩa mỗi người, mỗi gia đình không chỉ làm tốt công việc của mình mà còn giúp đỡ người khác, đặt lợi ích cộng đồng lên trên lợi ích cá nhân. Mỗi mét vuông đất tại con đường này có trị giá đến vài triệu đồng. Song khi được địa phương vận động mở rộng tuyến đường, 76 hộ dân tại khối phố Xuân Bắc, phường Trường Xuân đồng lòng hiến đất, vật kiến trúc để nhà nước làm đường. Theo tính toán của Ủy ban Nhân dân phường Trường Xuân, tổng cộng tài sản đất đai bà con hiến làm đường lên trên 10 tỷ đồng. Khi có chủ trương nâng cấp mở rộng đường, nhiều hộ dân đã hiến gần cả 100 mét vuông đất ở. Tổng diện tích đất người dân hiến đất mở đường theo tính toán sơ bộ đã 4.000 mét vuông. Hiện nay cơ bản là chúng tôi thấy rằng là cái tuyến phố này rất là đẹp, khang trang mà được sự đồng tình của bà con nhân dân. Đến nay cơ bản là tôi thấy rằng là khá là tốt. Thế là sau khi có cái tuyến đường xong thì chúng tôi cũng thấy rằng là nhân dân rất là phấn khởi, rất là hồ hởi. Được biết, trước khi chỉnh trang xây mới, đây là những tuyến đường nhỏ hẹp ảnh hưởng đến việc lưu thông, vận chuyển của người dân. Tuyến đường nằm sát với thành phố nhưng khâu vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị còn nhếch nhác. Cùng với sự vào cuộc tuyên truyền vận động của các ban ngành đoàn thể địa phương, thì tổ chức Hội Nông dân phường Trường Xuân cũng đóng góp vai trò không nhỏ để con đường hoàn thành như hôm nay. Diện tích đất nhà, đất vườn bị thu hẹp so với trước, nhưng tinh thần vì lợi ích của cộng đồng, của người dân nơi đây đã giúp diện mạo tại khu phố Xuân Bắc đổi thay hoàn toàn. Hội Nông dân phố cũng có chỉ đạo cho chỗ Hội Nông dân phường tổ chức phối hợp với chính quyền và mặt trận và các đoàn thể thì vận động nhân dân tổ chức hiến đất để xây dựng tuyến đường và tuyến phố văn minh. Thì chủ hội cũng đã phối hợp với chi hội vận động nhân dân đóng góp kinh phí để xã hội hóa để tổ chức ra mắt tuyến phố văn minh đảm bảo vệ sinh môi trường. Cùng với ý thức vì cộng đồng đáng ghi nhận của người dân thì có thể thấy khi nhà nước đưa ra những chủ trương đúng đắn mang lại lợi ích thiết thực cho người dân thì người dân sẵn sàng cùng nhà nước tự nguyện chung tay. Nếu phong trào này được nhân rộng, việc mở đường, nâng cấp cơ sở hạ tầng sẽ rất tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu cần thiết cho phát triển kinh tế xã hội và cả mỹ quan của từng địa phương. Chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam hôm nay khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết, bản tin do Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Nam cung cấp. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn. Thành phố Tam Kỳ mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm từ 65 đến 90%, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Thành phố Hội An mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm từ 67 đến 81%, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Thị xã Điện Bàn mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm từ 66 đến 91%, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Thị trấn Núi Thành mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm từ 65 đến 90%, gió tây nam cấp 2 cấp 3.
Thị trấn Trà My mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm từ 68 đến 95%, gió nhẹ. Thị trấn Thạnh Mỹ mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, độ ẩm từ 65 đến 93%, gió nhẹ. Thị trấn Brau mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm từ 67 đến 92%, gió nhẹ. Hãy uống number one, tăng thêm sức mạnh, tỉnh táo tức thì. Kính chào quý vị, bây giờ là những thông tin về tình hình tài chính và thị trường. Thưa quý vị, theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, giai đoạn năm 2016-2020 tiếp tục đánh dấu bước tiến vượt bậc trong sự phát triển của hoạt động thanh toán cả về chất và lượng với nhiều sản phẩm, dịch vụ thanh toán mới, tiện ích và hiện đại dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin. Các chỉ số thanh toán không dùng tiền mặt tăng trưởng ấn tượng. Thống kê cho biết, hiện nay, Việt Nam có 88,5 triệu tài khoản thẻ, trong đó có gần 64% người trưởng thành có tài khoản tại ngân hàng. Hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt có sự phát triển mạnh mẽ, nhất là thanh toán qua điện thoại di động và Internet. Đến nay, có khoảng 78 tổ chức triển khai dịch vụ thanh toán qua Internet và 49 tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán qua điện thoại di động. Đến cuối năm 2019, giao dịch qua kênh Internet tăng 64% về số lượng giao dịch và tăng 37% về giá trị giao dịch. Đáng chú ý, tổng số lượng giao dịch qua hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử trong 3 tháng đầu năm 2020 tăng hơn 81% về số lượng và tăng hơn 145% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019. Nhằm tiếp tục hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank vừa quyết định giảm đồng loạt lãi suất tiền vay giai đoạn 3. Cụ thể, giảm 5% số tiền lãi phải trả ngân hàng cho các khách hàng cá nhân có dư nợ vay phục vụ đời sống tại thời điểm trước khi triển khai biện pháp hỗ trợ giai đoạn 3. Thời gian áp dụng mức giảm lãi suất từ ngày 15 tháng 5 đến hết ngày 31 tháng 7. Theo đó, Vietcombank sẽ hỗ trợ hơn 85.000 khách hàng cá nhân đang vay vốn phục vụ đời sống tại thời điểm triển khai chính sách với quy mô tín dụng là 64.000 tỷ đồng. Đối tượng giảm lãi suất giai đoạn 3 không bao gồm các khoản dư nợ đang được áp dụng chính sách ưu đãi lãi suất của Vietcombank và một số điều kiện khác. Như vậy, với đợt giảm lãi suất lần này, Vietcombank đã hỗ trợ toàn bộ danh mục các khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân ở cả mục đích vay sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. Thưa quý vị, thông qua việc chỉ đạo toàn hệ thống tiếp tục phối hợp với khách hàng trong việc thu thập hồ sơ, tài liệu, xác định mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh để có giải pháp kịp thời hỗ trợ khách hàng. Đến nay, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank đã thực hiện cơ cấu lại nợ miễn giảm lãi theo thông tư 01 trên 43.000 tỷ đồng. Trong đó, cơ cấu lại thời hạn trả nợ trên 35.000 tỷ đồng cho gần 9.000 khách hàng. Agribank cũng đã miễn giảm lãi đến 8.000 tỷ đồng cho gần 1.000 khách hàng. Doanh số cho vay mới đối với khách hàng bị ảnh hưởng COVID-19 hiện đã đạt trên 20.560 tỷ đồng với trên 9.000 khách hàng. Trong đó, doanh số giải ngân gói 100.000 tỷ đồng đạt trên 14.000 tỷ đồng. Ngân hàng cũng hạ lãi suất đối với các khoản vay hiện hữu trên 45.000 tỷ đồng. Trong đó, hạ lãi suất đối với dư nợ bị ảnh hưởng bởi COVID-19 hơn 10.370 tỷ đồng với gần 10.000 khách hàng. Chuyển sang thông tin về diễn biến thị trường vàng trong ngày. Thưa quý vị, giá vàng sang ngày 27 tháng 5 đồng loạt quay đầu giảm sâu, trong khi thế giới giảm về sát mốc 1.700 đô la Mỹ trên một ounce. Vàng trong nước hiện cũng chỉ được bán ra ở mức 48,75 triệu. Sau nhiều phiên đi ngang ở vùng 1.730 đô la Mỹ trên một ounce, giá vàng thế giới giảm mạnh về sát mốc 1.700 đô la Mỹ trên một ounce. Đà giảm mạnh của kim loại quý thế giới cũng tác động tới thị trường trong nước ngày 27 tháng 5. Vàng SJC theo đó cũng đã giảm 150.000 đồng. Giá mua và bán hiện đang phổ biến ở mức 48,37 đến 48,35 triệu đồng trên một lượng. Tại vùng giá này, giá bán ra của vàng trong nước hiện cao hơn thế giới 600.000 đồng trên một lượng. Vừa rồi là bản tin tài chính thị trường. Bản tin có sự đồng hành của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quảng Nam. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Với dịch vụ ngân hàng điện tử Vietcombank, bạn có thể chuyển tiền nhanh hơn, thanh toán các hóa đơn tiện lợi hơn, chuyển khoản mọi lúc mọi nơi. Hãy tận hưởng cuộc sống 360 độ
với dịch vụ ngân hàng điện tử Vietcombank. Nhanh chóng, dễ dàng, an toàn, tiện lợi. Vietcombank, chung niềm tin, vững tương lai.